và các bạn, miền Bắc đón chào ngày mới đầu tuần với một tiết trời hanh khô. Ban ngày thì trời nắng ấm, thế nhưng mà độ ẩm trong không khí lúc nào cũng dưới 50%. Tiết trời hanh khô như thế này dễ khiến mũi của chúng ta bị khô và gây ra cảm giác khó chịu. Để giảm thiểu ảnh hưởng của tiết trời hanh khô gây niêm mạc mũi thì chúng ta nên uống đủ nước và sử dụng nước muối sinh lý để làm sạch cũng như là cấp ẩm cho mũi của mình. Bên cạnh đó thì máy tạo ẩm cũng sẽ rất hữu dụng trong tiết trời hanh khô như thế này. Chúc quý vị có một ngày mới an toàn và hiệu quả.